Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con lại chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Con lại Đông Trù Tư Mệnh Tháo Phủ Thần Quân. Tên con là Phạm Đức Hòa. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, chúng con thành tâm sửa lễ vật hương hoa phẩm vật siêng hài mũ áo nghi lễ cung trần dâng lên trước án hiến cúng tôn thần đốt nén tâm hương chí thành bái thỉnh xin ngài Đông Trù Tư Mệnh Tá Phủ Thuần Quân minh chứng cho chúng con ngài là vị chủ ngũ tự gia thần soi xét lòng trần trong năm sai phạm các lỗi lầm xin tôn thần ra ân châm trước ban lộc ban phúc phù hộ toàn gia trai gái già trẻ an khang an ninh khang thái vạn sự tốt lành bách sự được hanh thông vạn sự như ý. Hôm nay ngày 23 tháng chạp năm Bính Thân chúng con tiễn ông về trời du xuân đến ngày 30 Tết 30 tháng chạp con xin rước ông về năm cũ đi qua đón mừng xuân mới chúng con lễ bạc tâm thành kính lễ cầu xin mong tôn thần minh chứng phù độ trì có Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Con lại kính lễ cầu đối với bậc chư Phật mười phương. Con lại con ông chủ du bệnh tác của thần quân kính chỉ con là Phạm Đức Hòa từ sáu tuổi bắt đầu còn hoàng mai ở Việt Nam. Hôm nay con đưa tay này đỡ cho vợ con là chú trực tiếp còn đang làm như là vậy thì sống cho con tôi này nó không có thể là chú trực tiếp của nó không có thể là chú trực tiếp của nó không có thể là chú trực tiếp của nó không có thể là chú trực tiếp của nó không có thể là chú trực tiếp của nó không có thể là chú trực tiếp của nó không có thể là chú trực tiếp của nó không có thể là chú trực tiếp của nó không có thể là chú trực tiếp của nó không có Thank you.